Sơn xin chào tất cả mọi người nha. Sơn chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay Sơn lại tiếp tục làm một con diều bằng gân lá dừa nhé mọi người. Tại vì mấy bữa nay gió nhỏ quá mọi người, nên là Sơn làm cái con diều gân lá dừa thả chơi cho vui nha. Thì đây là bốn thanh gân lá dừa Sơn đã rọc ra hết rồi. Thì Sơn đã cắt khoảng tầm 50cm rồi nhé mọi người. Thì bây giờ chỉ vào việc là làm thôi. Tại vì là cái đoạn phần cắt đồ thì nói chung là nó cũng đơn giản lắm mọi người, nên là Sơn cũng không quay. Nói chung là hai bên thì Sơn cũng cắt hết rồi. Cánh cong khá là đều nhé mọi người. Thì Sơn đã làm xong và bây giờ Sơn chỉ việc là buộc lại và làm thành diều thôi. Hôm nay Sơn sẽ làm một con diều cá bẹn và 1m nhé mọi người, bằng gân lá dừa. Thì bây giờ Sơn sẽ đặt cam và làm luôn nha. Đây là 4 thanh 50cm nhé mọi người. Thì để Sơn xem đó nè. Thì bây giờ Sơn sẽ đo một đoạn cây để Sơn buộc vô nha. Khoảng tầm 10cm nhé mọi người. Để Sơn lấy cái bút ra, Sơn đánh dấu ở giữa này nhé mọi người. 10cm thì đánh dấu ở giữa 5cm nhé mọi người, để buộc. Để Sơn lấy cái bút chì cho chị làm mọi người ạ. Bút mực khó vẽ quá nên là Sơn lấy cái bút chì. Bây giờ Sơn bẻ thêm một khúc nữa nhé mọi người, bẻ thêm một khúc nữa bằng 10cm. Và đánh dấu hết ở giữa lại nhé mọi người. Đây. Lần này thì Sơn buộc bằng dây chỉ tiếp nhé. Thì tí nữa mà lèo đồ thì có thể là Sơn buộc bằng dây gì ạ? Sơn buộc bằng dây dù. Mà dây chỉ giờ không biết mở đoạn nào nữa đây mọi người. Đây rồi mọi người. Nói chung là Sơn sẽ đo vào một đoạn vừa vừa thôi. Sơn gấp đôi lại để buộc nhé mọi người. Gấp đôi lại buộc cho nó dễ. Nói chung là công đoạn lần đầu thì buộc hơi lâu một tí mọi người ạ. Thì bây giờ Sơn sẽ xếp vô như thế này. Sơn buộc một đầu trước nha. Tí nữa còn đầu còn lại thì Sơn mới buộc sau. Buộc thì mọi người buộc như bình thường thôi mọi người. Buộc sao mà nó chặt chặt cái là được à, chứ không cần phải đẹp lắm. Sơn thì Sơn buộc là nói chung là chỉ cần chặt thôi là được. Đẹp hay không thì cái đó không quan trọng mọi người. Quan trọng là diều nó bay là được nha. Lần này Sơn làm to hơn một tí là mọi bữa Sơn làm 80cm thì cái cánh nó vẫn hơi cứng, nên bữa nay Sơn làm 1m luôn, xem cánh nó có mềm hay không nha. Không mềm thì bữa sau Sơn phải vót cánh nha mọi người. Vót cái cánh cho nó cứng lại.
Đây, như Sơn quấn đến đây rồi thì Sơn lấy cây gai, Sơn bỏ vô và quấn tiếp nhá mọi người. Để vô như bình thường và quấn thôi. Quấn cho sao cho nó thật là chặt luôn nhé mọi người. Nói chung là mọi người muốn cho nó cứng hơn á, mọi người lấy thêm một khúc này mọi người ốp vô cũng được nha. Tí nữa Sơn sẽ ốp vô sau nhá. Không ốp cũng được mọi người, để thế này cũng được, nhưng mà để thế này cũng dễ gãy, nên là ốp vô cho nó cứng cũng được mọi người. Để Sơn quấn xong cái dây này đó. Buộc cũng khá là nhanh nhá mọi người, chứ không phải là lâu. Nói chung là làm diều gân lá dừa thì nó cũng nhanh. Sơn thì bữa nay nói chung là gió một phần là nhỏ quá mọi người, nên là Sơn làm bằng gân lá dừa để thả chơi với là tre Sơn hết rồi. Tính ra 1 mét thì làm tre nó vẫn đẹp hơn nhá mọi người, nhưng mà mỗi tội làm tre lâu lắm. Đây, Sơn là quấn xong như thế này. Thì bây giờ mọi người mà muốn chắc hơn á thì mọi người ốp như thế này, ốp vào thế này, mọi người quấn. Đây, ốp như thế này nhé mọi người, ốp thành 3 cây này. Khi mọi người gấp lại thì nó không bị gãy đoạn này nhé. Thì bây giờ Sơn sẽ ốp thế này và quấn luôn. Thì tí là Sơn quấn cây thứ hai nữa là xong nhé mọi người. Tí là Sơn quấn cây thứ hai thì Sơn có thể là Sơn sẽ không quay, tại vì là nói chung là mọi người cứ làm giống như thế này là được nhé. Thì bây giờ Sơn sẽ làm, tí nữa Sơn sẽ xong hết rồi Sơn sẽ quay tiếp nhé mọi người. Sơn cũng đã buộc xong hết rồi nhé mọi người. Thì bây giờ Sơn chỉ việc là buộc dây vô nữa thôi. Cái dây khá là lộn thuộm mọi người ạ. Để Sơn lấy cái dây dù này nhé. Mọi người nhìn dây dù nó rối tung luôn. Sơn đang khở cái dây dù ra để lấy dây buộc nhé mọi người. Thì cái thanh cái này thì dài 57cm nhé mọi người. Nhưng mà không biết cái thước rồi. Để Sơn đo rồi nhé. Dài 57cm và chiều ngang thì 0,5cm nhé mọi người. Xuống bên dưới có thể là 0,4. Tại vì Sơn mới ra đi ra kiếm gần 0,4 mọi người ạ, chứ chưa được 0,4, mới chỉ gần 0,4 thôi. Dao hơi cùn. Sơn đang khở cái dây dù này ra để lấy dây buộc. Đây mọi người, thì bây giờ Sơn sẽ buộc luôn nha. Việc đầu tiên là Sơn phải đo từ trên xuống dưới đó, 5cm nhé mọi người. Sơn đo từ bên trên xuống đây là 5cm. Lần này có thể là Sơn làm một cái bụng khoảng tầm 30cm thôi mọi người ạ. 30 là hợp lý rồi. Sơn cắt một đoạn dây dù ngắn ngắn này nhé, dài quá. Để cái đuôi với là cái bèn thì Sơn chưa làm được nhé mọi người, nhưng mà Sơn làm cái thanh cánh trước á, tí tính sau nhé mọi người. Tí Sơn làm thì Sơn quay sau làm cái thanh cánh cho nó xong là nhé.
thì sơn buộc thì sơn buộc theo kéo nhé mọi người. Đây, sơn buộc theo kéo thế này. Nói chung là buộc cho nó thẳng thẳng một tí với là cho nó chắc chắc một tí là được nhé mọi người. Và bây giờ sơn quấn ở giữa đây một đoạn nữa như thế này. Và sơn buộc lại nữa thôi. Như thế là xong rồi nhé mọi người. Thì bây giờ sơn cắt cái đoạn thừa này đi. Tí nữa sơn lấy cái quẹt thì sơn hui lại là được. Thì bây giờ sơn sẽ đo bụng diều. Bụng diều là 30cm nhé mọi người. Sơn làm 30cm đâu. 30cm thì cũng đang hơi to một tí ấy. Còn cái phần bẹn thì khoảng tầm 5cm với cái đuôi nó là đẹp rồi mọi người. Làm cái bẹn nhỏ nhỏ thôi mọi người, tại vì cho nó dễ bay nha. Bẹn to quá thì nó hơi khó bay. Sơn cắt đoạn dây dù nữa là xong. Thì bây giờ sơn sẽ tiến hành buộc cho nó xong luôn. Tí nữa sơn buộc hai thanh cánh lại sau nhé mọi người. Thì bây giờ sơn sẽ buộc luôn nha. Sơn cũng đã buộc xong rồi nhé mọi người. Thì bây giờ sơn khép lại hai cái đầu cánh nữa là sơn buộc luôn nữa thôi. Nói chung thì lần này thì không biết nó có bay được hay không thì cái đó thì sơn vẫn chưa biết nhé mọi người. Thì nếu mà không bay thì sơn phải lấy một cái túi bóng để làm đuôi cho nó. Túi bóng khoảng tầm lần này chắc phải 5kg á mọi người. Túi bóng to to nó mới không trao được. Chứ nhỏ quá là nó vẫn trao nhé mọi người. Nói chung là cái phần cánh này là nói chung là mọi người buộc cẩn thận nhé chứ không nó bị gãy. Tại vì là cái cánh nó không được như cánh tre á mọi người. Cánh nó không giống như cánh tre á mọi người nên là hơi khó. Sơn đã buộc xong một phần bên cánh này nhá. Thì bây giờ sơn buộc sang cánh thứ hai luôn. Nói chung là sơn quay một mình nói chung là hơi khó quay mọi người ạ. Nên là mọi người xem thì mọi người thông cảm với sơn nhá. Thì bây giờ sơn buộc phần cánh còn lại nữa là xong nhá. Tí nữa sơn buộc dây rửa sau nhá. Thì bây giờ sơn tiến hành buộc phần cánh nhá. Sơn cũng đã buộc xong hai phần cánh và bây giờ sơn đo từ bên ngoài vô bên trong khoảng tầm ngoài cánh nhé mọi người, vô 10cm. Sơn đo hai bên luôn nha. Sơn đo chỉ phần bên ngoài cánh thôi. Sơn lấy một đoạn dây chỉ luôn nhé mọi người. Dây chỉ gấp đôi lại. Gấp đôi lại và buộc và cho nó đều cái cánh nhé mọi người. Sơn đang còn cái đuôi với cái bẹn đó, nói chung là cũng hơi lâu một tí mọi người ạ. Sơn thì sơn buộc chừng chừng để nhá mọi người. Buộc chừng chừng trước á.
dư thì mọi người cắt ra, mọi người buộc tương tự bên 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 phần cánh này luôn nhé mọi người. Thì để bây giờ Sơn đo xem đó, đo từ bên ngoài vô là 10 cm nhé mọi người, 10 cm nha. Thì cái phần cánh này là 10 cm, thì bây giờ Sơn sẽ buộc tương tự luôn nhé mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ tiến hành buộc luôn nha. Sơn đã làm xong ha, và Sơn buộc cánh hết rồi nhé mọi người. Đây mọi người, một bên cánh cong lên là khoảng tầm bao nhiêu ta, 43 cm nhé mọi người. Thì Sơn đã buộc và Sơn đo một chấm ở giữa đây, nói chung là hơi cong mọi người nhỉ, cong quá không, cong thế không được mọi người, cho nó dễ bay. Chiều 1 mét cũng khá là đẹp đấy mọi người, không phải đùa, cực kỳ chiến luôn á. Thì bây giờ Sơn sẽ làm cái đuôi luôn nhé mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ làm cái đuôi luôn cho nó, tí nữa cho nó xong nha. Đây là cái đuôi Sơn đã làm xong rồi nhé mọi người. Thì bây giờ Sơn chỉ việc buộc vô nữa thôi, để Sơn cắt một đoạn dây đấy, một đoạn dây này và buộc vô nữa là xong nhé mọi người. Còn phần bẹn thì hai cây này nhé mọi người, hai cây này làm phần bẹn. Đuôi thì từ đoạn trên này xuống đây Sơn đánh dấu 10 cm nhé mọi người, để Sơn đo lại cho mọi người cùng thể cùng xem 10 cm. Nói chung là Sơn làm một mình nên là nó hơi khó, nên là có gì mà không thấy rõ thì mọi người thông cảm cho Sơn nha, để Sơn buộc cái phần đuôi vô nữa. Kiểu là diều nhỏ mọi người, làm cực kỳ khó. Nói chung là công đoạn vót thì nó nhanh hơn diều to, nhưng mà buộc thì nó hơi khó nhá mọi người. Buộc thì nó khó hơn diều to, nhưng mà được cái là vót nó nhanh. Thì bây giờ Sơn sẽ gấp cái dây chỉ này thành đôi nhé mọi người, gấp đôi lại buộc đuôi. Để Sơn buộc cái đuôi vô đá rồi Sơn đo phần đuôi sau nha. Mọi người đo gấp đôi phần đuôi nhé mọi người. Với phần đuôi thì Sơn chưa đo nữa, để Sơn đo lại đó, 40 cm nhé mọi người. Cái đuôi thì Sơn làm 40 cm. Đây mọi người đo bằng cái phần đuôi này thôi là được, gấp đôi là Sơn nói lộn nha. Quấn vô cho nó là chặt rồi Sơn buộc lại nữa. Thế là xong rồi nhé mọi người. Bây giờ Sơn chỉnh chỉnh lại cho nó cân cân một cái nữa. Bên này Sơn cũng phải cắt luôn nha. Đây, và bây giờ Sơn kéo từ đoạn ở giữa đây Sơn kéo xuống nha. Xuống đây khoảng tầm vừa vừa là được. Sơn đo luôn cho nó dễ nha, tầm 15 cm nhé mọi người.
15 cm. Như thế này nhá, để Sơn buộc lại luôn. Buộc thì buộc cái phần đuôi này Sơn lấy dây chỉ buộc nhé mọi người. Đây, như thế này là xong phần đuôi. Còn phần bẹn, phần bẹn thì Sơn đã đo từ cây này là 20 cm nhé mọi người. Cây này là dài 20 cm, thì nó toàn này hơi cong một tí thôi, 20 cm. Và Sơn đã đo đánh dấu từ ngoài này vô đây là 5 cm. Và trên này thì Sơn đã đo là 15 cm nhé mọi người. Bây giờ Sơn lấy một đoạn dây chỉ gấp đôi nữa. Có gì mà mọi người không thấy á thì mọi người thông cảm Sơn nha. Sơn sẽ nói chi tiết cho mọi người cùng dễ hiểu nhé. Thì từ ngoài cái đoạn phần dưới bụng này là từ đây sang đây là 15 cm. Và từ đầu này lại đây là 5 cm để buộc cho nó cân nhé mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ buộc luôn nha. Và mọi người để cái đoạn này này đến cái chỗ 15 như nãy á, mọi người buộc. Sơn để đây và buộc lại đến cái chỗ này 15 cm đây. Buộc cho đến lại đầu 5 cm luôn nhé mọi người. Buộc đến đầu đó là vừa đẹp rồi. Đó là theo cách của Sơn nhé. Chứ còn theo cách mọi người thì cái đó thì Sơn không biết được. Nói chung là một người thích làm một kiểu diều khác nhau đó mọi người. Cho rằng cũng là một loại diều như kiểu là cá bẹn, nhưng mà mọi người thích làm kiểu cái bẹn nó khác hơn nha. Sơn bữa nào Sơn làm thử mẹ bồng con kiểu là bẹt theo bẹn nhé mọi người. Thêm một cái bẹn này ở giữa xem nó như thế nào nhé. Buộc hơi lâu một tí mọi người. Sơn cũng đã buộc xong hết rồi nhé mọi người. Thì bây giờ Sơn đo cái phần đuôi của bẹn nhé. Là Sơn lấy 7 cm nhé mọi người. Từ cái đoạn phần đuôi ở trên này là sang đây là 7 cm. Đo sang hai bên luôn. Nhưng mà Sơn đo một bên trước đó. Đấy, như thế. Và mọi người kéo cái này xuống đây. Nói chung là mọi người buộc cẩn thận nhé, không nó bị gãy. Gãy rồi mất công lắm mọi người. Nên là Sơn lại buộc thật cẩn thận luôn. Đây, một đoạn dây chỉ gấp đôi buộc tiếp nhé mọi người. Oh, nó bị đặt ra rồi. Sơn phải buộc lại. Cái này tính ra lấy búp lông đó mọi người, dễ đo hơn. Kiểu là bút chì, kiểu là cái
như kiểu là cái vỏ tre á mọi người, nên là nó khó lắm, khó làm. Thì cũng đã buộc xong hết rồi nhé mọi người, khá là chắc chắn rồi. Thì bây giờ sơn chỉ buộc phần bên lại nữa thôi, phần còn lại nhé mọi người. Bên lại thì nhiều khi mọi người lại không hiểu, hơi bị đẹp luôn mọi người, đúng cá bẹt luôn. Tí nữa mà nối thêm cái đuôi thế này nữa thì nhìn hơi xấu nhỉ. Để đuôi thế này nhìn với chiến đúng mọi người, sơn sẽ để đuôi thế này luôn nha. Thì bây giờ sơn buộc một bên nữa, là tí là sơn sẽ quay cho mọi người cùng biết luôn nha. Sơn đã buộc xong cái phần bẹn này nhá mọi người. Bẹn khá là nhỏ, nhìn như kiểu bẹn giữ eo á mọi người. Sơn đã làm hoàn thiện xong, và có thể là sơn phải hẹn tất cả mọi người vào phần 2 rồi. Tại vì là giờ video nó khá là dài rồi mọi người, thì sơn hẹn tất cả mọi người vào phần 2 nha. Thì có thể là bây giờ sơn chào tất cả mọi người và bye bye tất cả mọi người nha.